Ok, hôm lên em. Thì hôm nay cũng mới tải một con game của mà Studio Việt Nam làm. Thì trong lúc tải thì lắp nhẩm tí. Tranh thủ dựng cái mà trang trên Studio nữa. Cũng mới dựng mà mới lên thông tin với dán mấy tấm ảnh lên thôi. Studio là cái nền tảng mà game phân phối gần như miễn phí ở các dev indie luôn á. Rất nhiều con game như này miễn phí à, anh em có thể lên chơi thoải mái. Người đây tranh thủ tự tạo luôn. Bây giờ thêm cho nó cái ảnh header. Header chắc lấy tấm này đi. Một tấm background. Background thì nên đối xứng hai bên. Mới nén lại mấy tấm ảnh. Chắc lấy tấm này. Nó đối xứng cái cây hai bên. Đây background lên này. Tiếp theo là phông chữ. Phông chữ thì theo con game tôi đang làm luôn. Cái phông ở trên này là cái phông content đó. Content như trang gác. Gác bit. Rồi ok. Chữ cho to to lên dễ đọc. Mấy thằng cận cận như tôi thì chữ to mới ưu tiên đọc. Còn cái mà header nữa. Header của tôi là cái gì ta? Hình như phông đen quan thì phải. Rồi đúng rồi. Nó là cái phông chữ của cái mà Logitech gấp nè. Giờ tôi quyết tâm lại thành cái logo luôn á. Cái O với cái Y này cũng là cái chữ nó tôi cắt xẻo rồi đó. Thì hiện tại là đang bảy nháp thôi. Nên cái gì đây đủ rồi. Cái này độ trong suốt của cái nền. Tầm này thì dễ đọc chữ ha. Chữ thì chắc cho cái phông màu xám trắng. Cái này là cái nút. Cái này là cái header, header cho tông màu tối xuống một chút. Lên thì dắt theo màu cam đi. Tông vàng cam đi. Qua hơi hướng đỏ anh thấy. Màu nhạt nhạt lại. Test. Bích gạo hai cái, bích gạo chắc để màu đen. Rồi ok, tạm thời anh gì. Hiện tại thì chưa có được đâu. Tại chưa có public, đang để bản nháp thôi. Thì chắc cũng không có public nữa. Để tạo chân thì khi nào cần thiết thì bung ra sau. Mấy cái hình này chắc phải thêm mấy cái border cho nó nổi lên cái cảnh nền đó. Border những cái trên mà mỏng hơn tí. Border này tôi làm hơi dày rồi. Rồi tạm thời để đi. Bên này là chỉnh sửa content cho nó. Trailer cũng mới up luôn. Mới up lại cái trailer chuyển chỉ giờ giống như trang tem phép. Mấy cái cảnh đầu này tôi đã làm lại gần hết trong game rồi. Nhưng mà chưa có chỉnh sửa nữa. Làm biến dựng lại trailer quá. Con máy nó cùi bắp quá. Nên dựng lại trailer nó render là học máu mồm luôn. Thì tầm này tuần sau có bản demo 18 19 giờ tôi không nhớ nữa. Tới đó thì Steam nó nhắc là tôi public thôi. Còn bản game chính thức thì chắc 3 tháng 11. Hôm nay thì đây, game mà có được bộ phận giá rất là rẻ, 62k của Studio Việt Nam luôn. Studio này hình như ngoài miền Bắc cái gì đó. Tôi có đọc mấy tin tức về họ rồi. Lúc trước đó, họ nó từng làm một con game là Beautiful Mythic hay gì á. Rồi sao đây, đây nào. Ô, Soton luôn nè. Cùng chung một nhà phát hành đó gì á, để coi đó. Không, không chung một nhà phát hành nhưng mà chắc kết nối sau đó mới được cái họ đưa vô cái chung cái gói bundle đó thôi. Lúc trước thì họ làm con này, Beautiful, con này là chưa 18 cộng nha. Chắc tầm 16 cộng thôi. Thì sau này hình như là họ bán bản quyền gì đó cho bên Đài Loan hay là Hồng Kông gì tôi không nhớ nữa. Đọc lâu lắm, mấy năm rồi. Cũng là 1 năm rồi. Thì mới họ làm một bản nữa là na ná như gì nhưng mà không phải Beautiful mà là Sexy Mythic Superboy vậy đó. Thì nó thiên hướng 18 cộng thôi. Đây là dạng mà mấy con game mà bullet hell thôi. Thì con này hiện tại vẫn là bullet hell. Ủa sao không có ta? Ở đây nè. Google Live bullet hell. Hai cái thể loại mà tôi thường dạo này ít chơi lắm. Thì lúc trước đã chơi demo rồi nên bây giờ cái bản chính thức thì tôi cũng chơi thử luôn. Tải xong chưa không biết nè. Rồi ok. Ngôn ngữ là hỗ trợ rất nhiều nha. Tiếng Việt Nam luôn là ưu ái. Tất nhiên tôi đi ô Việt Nam rồi.
Lần này hình như là họ tự phát hành luôn, không có qua một nhà phát hành chuyên nghiệp nữa, nhưng mà đạt được con số follow rất cao, là 3.000 là cái gì á. Lúc trước tôi coi là 3.000 đây nè, hiện tại nó có 700 người chơi rồi, 900 luôn rồi. Con số này đang tăng rất nhanh luôn, một cái thành công rất là đáng ngưỡng mộ của game đó. Game tôi thì hy vọng được 1 phần 10 như vậy thôi, khoảng 90 người, không 90 lượt mua chứ không phải 90 người chơi. Thường 90 người chơi đó, chắc cũng ở khoảng là 3-4 ngàn được mua rồi đó. Thêm nữa con game này giá rất rẻ luôn nha, giá chỉ có 6 đô thôi, giảm 10% bằng 5.4 đô, chỉ 5 đồng thì có 62.000, rẻ hơn game tôi nhiều luôn. Thường cái số người chơi mà ban đầu trong một ngày đầu tiên phát hành nó, nếu nó thành công đó, thì nó sẽ 3.5 lần lên, cái lượng follow nó cũng sẽ tăng rất nhanh đó. Đây nè, khi gần ngày phát hành là khoảng 1 tuần đó, thì Steam phép nó sẽ bắt đầu nó boost cho mình một cái số mà cho phích vô, nên từ ngày 5 đến ngày 12 là anh em thấy tăng được gần 600 follow, số rất là ấn tượng luôn, nhất là khi cái lượng follow mình vượt qua 1.000 hay là whitelist trên 10.000 á. Đây, thành công rất nhanh luôn, từ 22 tháng 5 năm ngoái, khi mà vượt qua cái số 1.000 whitelist, 1.000 follow này á, hoặc là 10.000 whitelist vậy á, tùy vào con game đó nữa, thì store nó sẽ đẩy lên mình cho vị trí cao hơn. Store đang ngủ mà Steam đang kỷ niệm mà 20 năm thành lập của nó đâu. Anh em vô đây có thể coi được toàn bộ thông tin của mà 20 năm Steam phát triển nó ra làm sao. Năm 2003 đến năm 2003, mỗi năm mình cứ cải tiến tiến bộ và một số cái con game trên nền tảng này, nhấp tay đời đầu của mà Steam. Chuẩn bị ra CSGO 2.0. 2004 thì vẫn vậy thôi, 2005 thì vẫn là một số cái tên tuổi trong dòng game này, những con game đời đầu với Steam mà. 2006, 2006 là thêm một số game nữa. Mấy game này thì tuổi đời nó rất là lâu rồi, thậm chí là nhiều tuổi hơn các anh em viewer ở đây nữa. Game 2018, 19 gì tôi nhớ buồn cười lắm. Đây nè, một trong những con game là top game review in 2018 nè. Đây, khá là buồn cười luôn, bây giờ như nó chết yếu rồi, vẫn còn được 34 người đang chơi nha. Hôm nay đạt được cột mốc rất là cao là 76 người, đánh giá thì hơi to một tí, mặc dù là một con game miễn phí thẻ bài nữa đó. Giá lúc trước là 20 đô, bây giờ miễn phí rồi. Những cái tên bom tấn rất là quen mặt luôn. Kỷ niệm 20 năm sẽ tìm, đang có event là 11 ngày 14. Này phải có nhà tài trợ chung đồ hoặc là đăng ký tham gia từ sự kiện người sớm mới lên được. Viewfinder game rất là giải đố, rất là hay, rất là ấn tượng luôn. Sao demo nó phao rồi, mặc dù thời lượng chơi nó hơi ngắn một tí, với là giải đố nó cũng tương đối đơn giản nữa. Đây là cái hàng chờ múi giờ BTT, bên mình là cộng 14 tiếng vô. Còn có game gì hay không tôi xúc luôn rồi. Game này đồ họa đẹp gì mà giá cũng giá bèo ha. Tạm thời thầy chịu quyết đi, nhìn một vài cái con kép hình ảnh là thấy ấn tượng rồi đó. Hunter Hunter đang giảm giá 50%, Ama 3 15, Go to Wonder hình như là mốc giảm mới, tôi nhớ trước giờ nó giảm hai mấy 25 30% luôn rồi. Đây mốc giảm mới ngày 12 tháng 9 là 78% rồi. Con này hơi hai con đấy, anh em nào thích thì chơi mới được chứ không cũng khó lắm. Đây, trước giờ nó giảm 33%, lần này đặt cách giảm tới 40%. Trước đó nữa chỉ có 25% thôi. Mức giảm ngày càng sâu. Thì chắc tới là mùa đông, mùa sương, cái hai cái mà event cuối năm ấy, thì nó giảm lên tới 50%, hy vọng như đây. Để tôi wishlist đó.
505 game, dạng giống chữ mà SOS quá ha. Một câu đố trong game thôi đó. Valheim cũng đang giảm nữa nè. Valheim game rất đáng chơi nè, 300 ngàn lượt đánh giá. Lâu rồi tôi chưa có vô nên để coi nó có update vô. Rồi, update mục tiêu rồi. Update gần đây là phát tháng 8 vẫn 0.2 thôi. Còn lâu lắm. Mấy cái bản này public test. Coi thứ hai. Có thương nhân mới, địa điểm mới. Một vài cái chỉnh sửa về mà thế giới. Ông đi mà ẩn cái sờ phôi của cái này. Nói chung là cái dưới là mình có thể khám phá thôi. Tốt nhất là không nên đồng. Tóc mũ gì mấy cái này cũng đưa vô nữa. Cái này là mấy cái tương đối nhỏ này. Thì cũng chưa có gì nhiều. Chắc còn lâu lắm. Vẫn đang lưu giám sát. Tôi đọc lại mấy cái lời hứa hẹn hồi đó của Dev ơi. Không có kế hoạch thay đổi giá này, không có kế hoạch về giá này. Tháng 1 2023 trễ 9 tháng 10 ngày anh ơi. Rồi, vô game đó. Battle Beat. Titanfall 2 giảm rất là khủng luôn. Con game tiền thân của Apex. Hạt này tôi chưa có, chắc phải mua vô cái hạt này để sưu tầm luôn. Đây, lên được chấm trễ top đầu mà New trên đỉnh luôn nè anh em thấy không? Game của Việt Nam, studio Việt Nam làm. Cạnh tranh với bom tấn như ta phiêu là bể cá rồi luôn nè. Game này game miễn phí ghi tu lây là giống Avatar ta hồi xưa á. Top 1 trên đỉnh. Thì thường anh em trên 1.000 follow á. Anh em lượt sale mà bán ra ở cộng đồng đông đảo thế giới mới lên được đây thôi. Ít nhất 1.000 follow nha, chúng phải 1.000 follow là lên được đây. Ít nhất 1.000. Thường 1.000 á, đến 3.000 thì nó nằm trong khoảng này nhiều hơn. Coi thử mấy game này được nhiêu follow. Nó cũng 3.000 là ngang ngang với con game nãy 5.000 đó. Là đem mới được lên đây thôi. Khi cái follow nó thực sự đến từ người dùng á, với mức giá mà khá tốt nữa, thì cái doanh thu nó rất là cao, thì anh em mới lên được cái new trending đinh này. Còn thôi là anh em chỉ nằm quanh quẩn ở bên chỗ này là cùng. Còn hai cái thẻ này á, top seller với mà thẻ đặc biệt này hầu như là mấy cái tên tuổi quen thuộc với to lớn mà. Đó. Anh em nhìn mấy cái tên tuổi mà game of the year rồi chẳng hạn. Ít nhất được đề cử rồi. Gần như là không có mấy tên tuổi nhỏ nhỏ lọt vô đây đâu, rất là khó luôn. Nên chủ yếu chúng ta mà studio nhỏ nhỏ đánh vô hai cái mảng này. Lên được new trending là quá thành công rồi. Giờ vô game thôi, lẩm nhẩm nhiều quá. Bật FPS lên thử ha. Rồi ổn định, ngôn ngữ đương nhiên là tiếng Việt rồi. Âm nhạc giảm tí. Độ sáng thì chỉnh trong đây chưa thấy thay đổi nhiều. Hiển thị sát thương, thước hiển thị sát thương nhỏ nhỏ thôi. Góc quay là sao ta? Cao đây cho chế độ chủ động với tự động á. Mặc định đấy, gung không cần gung đâu. Ok. Trường Đỗ, Đạt Lương, Hiền Nguyễn. Hầu hết là anh em Vũ Lam luôn. Rồi. Là bắt đầu trò chơi. Ô.
Hiện tại thì mình chỉ có hai nhân vật là nhìn thấy được thôi, quả đen. Mỗi 2, 4, 6, 8, khoảng mười mấy nhân vật vậy đó. Mỗi nhân vật này có 3 nghề nữa hả? Hiệp sĩ là cận chiến thể lực. Thể lực này ở đây là chắc chỉ số máu á. Tài nguyên nhận được cộng 5. Năm này 5% hay là cái gì ta? Máu ít hơn, giáp mỏng hơn. Bắt đầu với một cái dao. Cộng 5 sát thương cho món vũ khí. Thì quả đen này giống như là lát đạo tặc. Thì đúng là đạo tặc đi. Này là sao ta? Chọn cái đồ khởi động. Vũ khí ở bên cạnh thì có thêm tính năng sắc bén. Cái này mới. Độ khó là một, không có sửa đổi. Chưa có mở khóa, tất nhiên rồi tôi mới chơi mà. Rồi, chơi từ bên đây đây. Tôi thích quả đen này hơn là bên đây. Nhưng mà bắt đầu game thì đi từ hiệp sĩ. Đoản kiếm. Sát thương 10, chỉ số sử dụng. Chỉ số sử dụng là sao thôi? Là cái vũ khí nó phù hợp với mình hay gì? Tốc độ tấn công. Mình có ba cái tùy chọn để khi bắt đầu nè. Chỉ số sử dụng 125% luôn nè. DPS 16. Nhưng mà tầm đánh chỉ có 4 thôi. Nhiều này giống của cao tốt đó hả? Vui đường ghiệu hết ha. Kiếm này thì mình khi mình ghép với bộ kiếm á thì nó cộng sát thương cho mỗi ba lên cho mỗi cây thôi, tức là tăng được ít nhất là 30%. Nhưng mà tôi nghĩ con số 3 nó về sau mà mấy cái đồ mình lên cấp cao á thì số 3 nó không còn nhiều đâu, nên cộng phần trăm thì vẫn ngon hơn mấy cái chỉ số cố định. 6% của 13 đó thì tính ra là chỉ có 7.8 thôi, tức là 0.78. Đây, lấy cái này đi, tốc độ đánh. Cái này thì mình chưa mở. Đây, các thanh kiếm liền kề cung cấp cho áo giáp cộng 3. Mình chọn cái gì cũng mẹ tiêu rồi. Phát là chạy nhanh, đúp AD di chuyển, ok. Bữa nãy mình chặt cái hộp đó là 30 rồi. Ẩn FPS. Từ từ mấy anh ơi. Game này tham gia sự kiện mà cần Game Fest á, sự kiện vào gần cuối tháng 10 á. Khi mà gần Halloween thì chắc game này vẫn tham gia được. Nó có ma cỏ ma mị như thế này. Vô cái event đó thì đẩy cái doanh số sale lên khủng khiếp nữa. Lỡ ghiều thì đi theo đường ghiều thôi. Ủa không mở được hết trơn hả? Được nè. Cái ghiều này là 2x3. Mua làm sao? Mua lộn là chỗ rồi anh em ơi, giờ không có chỗ xếp. Phải. Cái này là nó quay cái đầu tam giác xuống. Coi mấy cái khác coi. 4 né tránh. Trừ 2 sát thương. Hút máu. Hút máu này chơi với đạo đặc ngon hơn là thiên hiệp sĩ đó. 2 ô hả? 2 ô 28 vàng. Đồ nó có màu chúng ta. Tôi nhớ demo hình như nó có màu á. Thôi tiếp đi. Đi. Vẫn quen hit mấy quái chưa sao. Đam mình hình như là có 13 thôi, nhưng mà cái tỷ lệ sử dụng mình lên 125% á, tức là nó lên được mà 140 mấy à, làm tròn lên 15 nè.
Cái này 4 x 2 vậy? Phải chi nó cho mình xây vũ khí trước khi mở ra thì dễ tính toán hơn. Bây giờ tôi cứ đi theo cái đường bên đây thôi. Sai sai chỗ này nha. Cái này nó màu tím không vậy? Hay là nó chỉ màu như vậy thôi? Chỉ số này thì tôi nghĩ nên thêm một cái icon kế bên cho dễ hình dung hai gì chữ không? Nhưng ma lực thì để cuốn sách phép, còn cận chiến thì để kỳ hình cây kiếm gì hay gì đó cho dễ nhìn. Thực ra làm cái này nó không tốn nhiều thời gian đâu, giống Gotato vậy. À, có Gigon nữa nè. Đồ mình vẫn để được ra ngoài á. Mà hình như để ra ngoài rồi thì đi giao sau nó mất hay gì vậy? Hai tay hai kiểu. Năm bốn máu. Năm mốt máu, mấy con nhảy nó nguy hiểm quá vậy. Vật phóng là sao đó? Vật phóng hình như là cái thể loại đạn đạo không? Cận chiến với ma lực. Gigon một phát đó 10 tiền nữa. Có Gigon là Gigon của cái này. Đi cái kiếm màu tím phải không? Hay là nó thiết kế màu gì? Bậc một à. Bậc một ở đây nó màu tím là tại vì cái hiệu ứng ánh sáng. Trời ơi, chứ không phải là vật phẩm màu tím. Ủa? Chỉ được để cái ra ngoài thôi. Mua cây này quá. Hy sinh. Hy sinh cái đó thì cũng đâu có chỗ để đâu. Thôi đi tiếp đi. Y vàng kìa. Giây nữa. Máu mình nó có hồi không ta? Khi nào mới lên được bậc hai đó? Thiếu ngủ đây rồi, chết rồi. Vẫn là bậc một thôi nên mua không? Thử gì còn phát à? Tiền mình hơi nhiều rồi đó.
gì đây, 700 tốc độ di chuyển cộng một lúc. Ba bảo kích 100 tốc độ di chuyển, mất một giáp. Tăng chỉ số người ghét thôi. Mấy cái này chỉ số sử dụng của mình là 120 với 100% hết. Cây này thì đeo vô chứ có 80% à. Nè có icon nè. Bên cạnh cái số 80% có icon ghi kiếm đó. Tiếp. Con gì đây? Giống làm cái gì? À, giống con xà lam là giết nó xong nó nở nhỏ ra nó nè. Thông 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 thông. Phải đánh mình hơi đau nha, hai máu luôn đó. Ma lực thì mình không xài. Thêm thùng mỗi tuần. Giống thêm cây trong mà. Nhiều đi. Trong Gotato thì nó ưu tiên chặt cây. Còn bên đây thì chủ yếu là kiếm thùng. Thùng rất là quan trọng đó, cho mình rất là nhiều thứ luôn. Này như là bất tử. Để giá mất máu. Máu không có hồi rồi. Sắp hẻo rồi. Nó có bán máu này không ta? Bắt đầu là thiếu thốn rồi đó. Giáp mình có 6 à. Ba cận chiến mà giá nó ghé bèo à. Tặng tí phòng thủ đi. Tí có gì không xài bán cho, đồ ghẻ mà. Ủa tầng này giống tầng đầu quá vậy. Máu mè dùng anh ơi. Thùng nổ nữa chứ. Tôi cần máu. Trăm năm chục phần trăm mà vẫn bậc một thôi, không nên phí quá. Sắp thua rồi, đi tiếp trải nghiệm cho biết. Không có thùng nào có 15 máu vậy. Còn lên cấp không à.
bất tử rồi, bất tử rồi. 6 máu. Đây hình như nó màu xanh này nào, qua bậc 2 nè. Tăng một đống kẻ địch luôn. Nhưng mà đổi lại có 5 giáp à. Tí nữa mình Gigon, nếu như tôi sống qua tầng này. Làm gì bự quá vậy? Ê da. Rồi, hai cục máu. Đổ quá. Cục nữa không? Cứu, cứu. Ma vũ song kiếm. Lên được có 1 cấp à? Tầm xa 64 48. Đúng là nên lên cái này hơn. Bắt hết mấy cây một luôn. Dần chơi. Một sống hai chết. Có tiền rồi. Giờ bắt đầu ăn chơi phung phí thôi. Xà đỏ đi anh em ơi. Xét thương mình cao lắm. Lấy cái này cũng được. Bậc 1 không chơi nữa. Mua trước, nghĩ sao? Cái gì ghê vậy? Thêm một con quái đặc biệt ở tầng tiếp theo. Sử dụng sao? Nó tăng vô cái gì tôi chả biết luôn, chưa kịp đọc nữa. Nhân phẩm quá. 20% ép 3 cái địch. Tính ra thì cũng có lợi đó. Nhưng mà tầng 9 này. Cộng 5 máu cho mỗi kiếm bên cạnh. Không có tác dụng gì, mình chơi theo cái đường rìu à. Cái vuốt ba áo này có một thôi nhưng mà 8 giáp lận. May mắn mình không. Tôi cần tí phòng thủ. Cầm 8 đi. Quất luôn. Hết ló rồi, đi thôi. Rồi, cái kiều bao ngon à. Ấy, ấy, ấy. Cháu cái gì? Cứu. Còn một máu. Con quái ưu tú là gì đó hả? Chơi mới là sao? Chưa unlock được, phải phá đảo mới unlock được. Không chơi ghiều nữa.
lúc nãy thì sử dụng cái chỉ số là tầm xa, còn bây giờ là phạm vi. Này đi, cho châu chó anh tí. Tí nữa sẽ thử về nhân vật mới. Kiếm này chém sao mà cảm giác nó hụt hụt á. Bán máu lấy kinh nghiệm. Kiếm gì đó, kiếm ma độc cô quá vậy. Cây bên phải thì hơn khá là nhiều. Cây bên trái thì nó có cái gì đó, chơi thử đi. Có thùng, có thùng. Còn là ba đồ bất tử mà. Sáu ô. Sáu ô. Sáu ô thì không có đường là đủ cả. Hy sinh cái này thì đủ. Cái này phải đặt ở chính giữa nè. Cây này bán được 9 tiền. Cây này bán 11. Cận chiến mình 7. Để cái này ở giữa để cho hai cái thanh liền kề nó cộng thêm tí chỉ số. Mình lại quên đi cái vụ đó. À, cái kiếm nó gây đam thì làm chậm, gây đam hai lần luôn. Sau này chắc có lát pháp sư là ngon lắm. Cuối cùng cây trên thì hiệu ứng nên không cần sát thương đâu. Này là cái này nè, mũ khởi sang. Cái này đồ nó có ghép lại được không ta? Mai vũ song kiếm. Hai cái thùng luôn. Hai cái thùng nổ luôn. Không tác dụng gì luôn. Thông thường chỉ số may mắn sẽ tăng thêm cái tỷ lệ mà gớt cái đồ xịn. Không biết nó có tăng cái tỷ lệ gớt thêm thục không. Còn món nào mình xài được cả.
đánh chậm hơn. Cái này ngon nè. Sống mua được, phải tăng ngô trước mới cho mua hả? Mình hết lót rồi. Tí nâng hai ô này dời kiếm này lên để có được cây sáo như này nữa. Và ta đi đường dọc bên đây. Để giờ cái cờ hiệu này phát huy thêm được cái nó. Đăng tối ưu nhất thì vẫn đăng hình vuông hoặc hình chữ thập thôi. Gì? Lấy cái bất tử xong bắn người khúc máu. Hai cấp thì được 4 ô. Giáp mình cao lắm. Lấy đại đi. Tám phần trăm sát thương thì nó tăng được gần 2 đam, nó ngang với cái cờ hiệu luôn á. Kiếm cây kiếm thôi để có độ level 2 luôn nè. Mình càng đi thì nó chém càng nhanh. Cây này có bộ khủng đó. Cái tầm xa này sao ta? Cái này dùng chưa? Tôi không biết nó tăng chỉ số gì luôn, chưa kịp nhìn nữa. Sáu ô. Hiện tại mình chỉ trống cái 5 ô thôi nên không có đường nào có thể nhét được 6 ô vô. Đau. Giết con đó xong hết khúc máu luôn. Được miếng thịt cũng đỡ. Này chắc để dành thôi. Còn một lướt rất là ngon á. Nó cứ nằm ngang như thế này thì chỗ đâu mà nhét 4 ô vô được. Tiếp đây.
Chém cái thủng đầu mình thọt đạn rồi nè, đánh quái hết chết rồi. Được miếng thịt mà chưa kịp ăn nữa, này có 60% à. Gì đây, mất hai giáp cũng được. Này tí nữa xài 40% của 90 là 36. Từng này số lượng nó đông hơn. Đào nha. À. Bất tử rồi. Bất tử nữa rồi. Giờ rồi sai được đó. Ô cuối con này đây. Chuyển bậc 1 nổ bậc 3 luôn. Không lẽ giờ mà muốn kiếm level 1 trời. Đợi đấy. Ủa gì mà hồi máu ghê vậy? Hồi hồi gần đầy máu luôn kìa. Này gì đây? Cho tự nhiên nhạc nghe hầm hố vậy.
nó cho toàn đồ pháp sư không. Cái này thì lấy đầu tiên thì nó ngon chứ giờ lấy thì quá trễ à. Còn xài một đống kiếm level 1 không? Nhân phẩm là gì? Trừ hút máu không ổn. Bạn 4 tiền tôi giờ có ra đồ cận chiến gì không? Này phải để ba lô nữa hả? Cái này tới 8 giáp nè. Mình có tí hút máu cũng đỡ đỡ rồi. Đi thêm tí giáp nữa nó cũng được. Còn 20 giây. Trời ơi, giờ mới thấy được cái kiếm xịn. Giảm 10% mà tốn một ô của tôi. Trừ hai giáp là cũng hơi nặng đó nha. Thằng sát thương nó chớp nhanh quá nhưng mà tôi vẫn kịp nhìn thấy. 5 ô. Mất 5 máu nhưng mà được gây kiếm phép. Lấy tạm cái này thôi. Tiếp. Kiếm này nó chọt hả? Đọc cái thành tựu nghe mất cút máu. Ấy. Mấy con quỷ đã ăn boss nữa. Anh em nào mà sợ nhện thì chơi con game này chắc khóc luôn á. 4 giây. Mình vẫn còn 90 máu. Ăn được miếng thịt 10 máu nữa. Gì đây? Hai giáp, một lót. Còn lại 3 lót thôi.
một. Kiếm kỳ kiếm nó mới được, kiếm kiếm bậc hai nó mới được. Đó là tốc độ di chuyển thấp mới xài được. Kiếm xịn không anh ơi. Còn nhiều quá hết tiền rồi. Để cho nó quay lên đi. Lên luôn. Cái này phải có ghép mấy cái đồ cấp 1 lại với nhau. Chứ để kiểu nhân phẩm mua mà mấy cái đồ cấp cao không thì hơi bị thốn đó. Mình tìm cách mở lên đây hai ô nữa, đặt cái này vô cho nó ké được cái hiệu ứng này luôn. Muốn chạy nhanh quá rồi. Minotaur Gate là gì? Ê! Lũ đạn nó kẹt chưa? Anh không lỗ máu cho lắm. Được 4 ô rồi. Găng tay vô cực. Cầm kiếm mà đeo găng tay. 5 ô lận. Nhiều tiếp tục phải có một sự hy sinh nào đó ở đây. Năm ô là phải dời cái áo giáp này qua trái. Ủa mà Phan còn cái gì nữa nè. Hai giáp. Lấy hai giáp ngon hơn. Dời áo giáp này qua trái thì đủ năm ô ngang. Nữa
Vì tiền mà bán đồ nó lên tiền. Dễ. Ủa? À cái này tới 5 ô rồi. Chứ thường có 200 à. Quái nó trâu quá rồi. Nên mà mình có hiệu ứng làm chậm. Thùng nổ 80 đam á ta. Thay hai cây kiếm cùi, ba cây kiếm cùi nữa mới được. Ngàn mấy tiền không thay là chết. Cũng được. Giờ bỏ đống giáp này ra hơi ngại nha. Người nó bao ô lắm. Cũng 10 tầm đánh là rất là ngon đó nha. Nhưng mà bỏ cái kiếm này ra là mình mất tới 10 giáp nữa. Ủa mất cái 2 giáp 10 máu nữa, 20 máu nữa. Sao ta? Nhưng mà cái kiếm này bậc 1 à. Cái này cũng ngon nữa. Cái này bao ô là lại tiếp tục có vật hy sinh nữa. Cái này mình không cần để đấu với nó. Cứ để trong kho là được. Không có lóc ta, phải chỉ có lóc đồ đấy. Đi thôi, giờ có tiền mà không biết cách tiêu. Đồ đồ hạn chế quá. Gòn kiếm đồ đỏ. Nhìn đồ target này đúng trâu luôn. Dạ. Đồ hết gao và nó tự bay vô kho mình nên mất máu là chưa cần cắn bội đâu. Nổ nghe tiếng ăn thấy thèm không, nghỉ phép bươm bướm trừ 3% hút máu, máu mình 18 né tránh với bạo kích còn bao ô nữa. Chơi luôn. Toàn ba đầu phép không à. Hút máu nè.
cũng được. Bốn ô lận là phải hy sinh một món, hai ô. Sao ta hy sinh không? Có hy sinh thì sẽ hy sinh cái này. Xong giờ đồ qua đặt nó ở góc, lấy 15 dâm hút máu. Tiền giữ cũng chết thôi. Này nó làm sao? 4 ô xây lên trái. Hút máu được 22 nè. Hút máu này bụi cao nó không ngon. Tốc độ đánh mình phải cực kỳ nhanh á, nó hút máu này mới ngon. Tại vì hút máu này nó không có theo đam mà nó theo xác suất. Tức là mình đánh 1 giây một phát thì có 22% xác suất hồi một máu thôi. Nhưng nếu 1 giây đó mình đánh 4 5 phát, dù đam nó ít hơn thì vẫn hồi được rất nhiều máu luôn. Cái gì còn có 2 máu? Nãy tôi vừa làm cái gì mà nó còn có 2 máu vậy? Nhưng mà cái hút máu đó, tính với vũ khí tay dài thì sao ta? Không biết game này có phân phối nền tảng nào nữa không mà họ để 2-3 cái thành tựu cùng lúc luôn, vừa trong game lại vừa trên Steam luôn. Chỉ có 2 ô thôi. Giờ tăng thêm 3 sát thương cũng không ngon mấy gì đấy. Phải. Mình bị đánh hội đồng khoảng 20 hit là đứng yên luôn á. Này đánh nhanh hơn cũng được nè. Nhưng mà cái lông lá này cái này né nhiều mới đấy chứ, có là 10% mà, nhưng mà nó giảm 5% tốc độ di chuyển lại không dồn nữa. Bây giờ để tối ưu là phải đặt được cây kiếm này nó theo cái hàng dọc ở đây. Hết lót rồi bạn ơi. Mình còn nhiều tiền quá. Lũ đáng. Cộng cái mà tốc độ tấn công này là chỉ tính cho nó cái vũ khí này thôi, là tính luôn cái tổng chỉ số mình luôn ta. Nếu tính vô tổng chỉ số thì rất là ngon á, nhưng mà chưa biết được, không biết nó cộng riêng hay là cộng vô. À có phá nè, cái này 6 ô lận, nên kiểu quái nào mình cũng phải hy sinh một món cho nó. Mà lòng tham tôi thì nó tham lam lắm, có hy sinh sẽ hy sinh cái món này. Một hai ba, bây giờ đang tắt được 3 cây thôi, để như thế này thì được 4 cây. Giờ cái kiếm lên trên cái vương miện xuống dưới nữa thì 5 cây.
Kiếm trắng đưa lên làm gì cũng cốc. Bye bye. Cái ghiêu bậc 4. Tăng tốc độ di chuyển. Ghiêu ghiêu khiên long chim thì phải nét rồi. Quá ngon luôn. Đó xếp đợi cái là 140 máu. Đúng là con game này có yếu tố của bách bách hero. Một cái yếu tố tưởng chừng như là đơn giản như sắp đồ trong ba lô vậy. Giống như Resident Evil á. Cảm giác mình thọt đam dữ lắm rồi đó nha. Gán lên cấp thôi. Này cũng được. Hút máu ngon lắm, không dám bỏ. Giờ thì cái này quá trễ, mấy tuần gần cuối rồi. Gom luôn. Như cái này bỏ một món. 600 tốc độ di chuyển khúc cuối rất là cần thiết đó nha. Cái gì di chuyển chậm đi 11% là thấy méo nào. Hay là dịch sai. Sao cái món quỷ này nó vẫn còn ở đây ta. Hy sinh. Cái này được nè. Mình đang thọt đam rất là nhiều luôn. Mà bán cái đó mất tốc độ di chuyển thấy ghê quá. Đại kiếm 6 ô. Mình không còn lót nữa. Lên một cấp nữa thì mới lắp được cái đó. Gòn phan thôi. Hoặc là bán một món đồ. Còn tới 2.000 tiền nữa. Phải chỉ ép đồ vũ khí lại được thì ngon. Vậy sao không để ngoài được.
Để như thế này thì được có hai thanh thưởng cho cái này à. Một cái này thì có tối đa 8 ô xung quanh. 1 2 3 4 5 6 mình ăn được 6 ô rồi. Nếu dời tất cả qua trái một ô thì có thể thay cái cây đó xuống. Nhưng mà tối đa thì nó chỉ được có 4 thanh thôi. Cũng không khả quan hơn nhiều. Đó. Cái này giao sao mình sẽ đổi bỏ cái cây phép này. Cây này bùi heo phép thôi. Nó cộng ma lực á. Tiền còn nhiều quá. Cái gì? Trời, đi vô cục áo không hay luôn. Bảy giây hả? Còn nhiều máu lắm. Tí nữa mình lao vô đó mình cắn máu ăn sôi luôn. Đây. Chịu đấm ăn sôi. Để lấy tí ép. Mấy đồ xanh giờ không thấy dùng như mấy, cầm tạm đi, giá rẻ quá. Cái này có 5 giáp à, nhưng mà nó lại trừ cái đóng luôn, nó lại tốn 3 ô nữa, trong khi 3 ô đó mình gắn cái này vô 6 giáp mà không bị mất hiệu ứng gì hết, mà cái này lại bậc 3 nữa chứ. Nó chỉ có cái điểm mà có thể lợi có thể hại duy nhất là cộng 12% số lượng kẻ địch đó. Khi đó anh em có thể farm cấp nếu anh em mà ao trình về sức mạnh. Cái quạt á, mình phải lên 2 level nữa mới gắn được cái này. Người gôn phát nữa, đôi giày cũng khá là ngon, là còn một lướt nè. Cái gì nữa đây, yên ngựa hả, trừ 10 giáp. Đánh đến chết luôn á. Cái này thì phải đi nhanh. Đi nhanh thì nó mới cộng được cái vòng vàng ở dưới. Cánh bướm tím. Mất 3 hút máu. Giờ bỏ hút máu cũng hơi e ngại. Đi thôi. 6 vũ khí thì chắc đủ sống qua mùa đông nè. 20 tầng đúng không ta? Chắc tôi nghe tầng 20 chuẩn bị đi làm. Nãy phá 60 thùng, giờ phá 100 thùng.
Tốt nhất vẫn nên lấy thêm một nước nữa. Được có hai ô là bắt buộc phải có sự hy sinh nào đó ở đây đó. Cái này giảm tốc độ di chuyển thì ổn hơn, cầm chung với cái quạt này nó cũng được. Ủa? Đó, nó hình chữ T. Nên kéo hai cái đồ với nhau thì nó quán đổi vị trí luôn đi. Đỡ mà công quá mà dời qua một chấm. Mình ưu tiên nâng cây đại kiếm dưới này. Để dưới nó không nâng được hả? Vậy nâng cho trên thôi. Đó, kiếm khí đó. Kiếm khí giống cái khiêu trong dây ba. Khiêu đỏ. Sáu tốc độ tấn công. Nhưng mà không có điểm yếu. Ông chích gì đây chị kia? Phòng giảm đau. Trường kiếm 5 ô, cái này của mình có 4 ô thôi. Giờ công 3 sẽ thường không có gì hết. Này công 2 giáp. Sẽ thương của mình. Bán đi. Bán cái giáp luôn. Thải này vô. Nâng cho lắm vô hồi thua. Mấy cái đồ này lên mua sử dụng luôn. Tốc độ di chuyển lũ đạn nó à. Khi cái mình không cần nhất thì nó lại cộng vô. Nó ngược với cái này của mình. Gì đây? Không, giờ tài nguyên nhận được thì quá cũ kỹ rồi. Đây nè, được nè. Mà không luôn. Không luôn. Chơi né tránh mới vui cái đó. Nãy là tầng 19 phải không ta? Hay bây giờ vô tầng 19? Gì đây? Không có hiệu ứng gì luôn. Đánh rất là nhanh luôn. 5 lót. Mình phải hy sinh cái nào. Ủa cái này nó đi theo giáp luôn á hả? Từ từ coi lại đó. Cái màu đỏ này hy sinh cây này. Cây này nó chỉ cộng 2 giáp thôi. Lấy đi, nó màu đỏ. Tất cả gì nó màu đỏ. Cái này ngon. Cái này rất là cần luôn. Mà ở cộng tốc độ di chuyển hiện tại thì hơi bị ngược của mình bui. Chạy cho hết tiền chứ. Cái vụ đó hả? Nâng cái nào, nâng cái đại kiếm rồi lên. Kiếm này đi.
Đại kiếm tím bậc 3. Bây giờ nó lại quá. Thôi đi. Tầng 20. Phút rưỡi. Boss đây đó. Ơi 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 ơi. Trời, nó giật một cái nữa cây máu thôi. Có máu không? Mình không giết nổi rồi. Phút rồi không biết còn sống được không nữa nè. Năm giây sống rồi chứ không giết được nó. Tôi chỉ tồn tại thôi mà, đây là game sinh tồn chứ không phải là game chiến tranh. Rồi ok, bye bye anh em, tôi đi làm gấp. Thì tôi sẽ tiếp tục chơi con game Việt Nam này. Ok, bye anh em.